Xin chào mọi người, trong video hôm nay, chúng ta sẽ tìm hiểu về phác đồ điều trị tiểu đường dễ thực hiện và hiệu quả cao. Tiểu đường là một bệnh rối loạn chuyển hóa và mục tiêu của các phương pháp điều trị hiện nay là giúp người bệnh kiểm soát đường huyết và cải thiện triệu chứng của bệnh. Đầu tiên, hãy tìm hiểu một số thông tin cơ bản về bệnh tiểu đường. Bệnh tiểu đường xảy ra khi lượng đường huyết của người bệnh luôn ở mức cao hơn so với chỉ số tiêu chuẩn. Nguyên nhân có thể do sự thiếu hụt insulin, đề kháng với insulin hoặc cả hai. Bệnh tiểu đường bao gồm tiểu đường type 1, tiểu đường type 2 và tiểu đường thai kỳ. Hiện nay, bệnh tiểu đường đang có xu hướng gia tăng, đặc biệt là ở những người trẻ tuổi. Tiểu đường có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm nếu không được kiểm soát hiệu quả. Ví dụ, người bị tiểu đường có nguy cơ mắc các bệnh tim mạch, suy giảm chức năng thận, tổn thương về mắt, tăng nguy cơ đột quỵ, tổn thương thần kinh và da. Một biến chứng nghiêm trọng khác là bàn chân đái tháo đường, nơi các tổn thương trên da và thần kinh gây ra mất cảm giác ở bàn chân. Kê toa do si tiểu đường cũng có thể làm người bệnh hôn mê và thậm chí gây tử vong. Để điều trị tiểu đường hiệu quả, chúng ta cần kết hợp nhiều phương pháp điều trị và điều chỉnh thói quen sinh hoạt. Dưới đây là phác đồ điều trị tiểu đường có thể giúp mang lại hiệu quả tích cực và giảm nguy cơ biến chứng bệnh. Trước tiên, quản lý chế độ ăn uống là rất quan trọng. Người bệnh nên tuân thủ chế độ ăn ít carbon hydrate, dầu chất xơ và có lượng calo hợp lý. Đồng thời, chúng ta cần thực hiện thường xuyên hoạt động thể chất để giảm cân, cải thiện sức khỏe và kiểm soát đường huyết. Ngoài ra, quản lý dược phẩm cũng là một phần quan trọng của phác đồ điều trị tiểu đường. Người bệnh có thể cần sử dụng thuốc điều trị tiểu đường như insulin hoặc thuốc đường huyết theo sự hướng dẫn của bác sĩ, việc tuân thủ liều lượng và thời gian sử dụng thuốc rất quan trọng để đạt được hiệu quả cao nhất. Cuối cùng, thường xuyên kiểm tra đường huyết và thăm khám bác sĩ định kỳ là rất quan trọng để theo dõi tình trạng tiểu đường và điều chỉnh phác đồ điều trị. Bác sĩ có thể yêu cầu xét nghiệm nước tiểu và xét nghiệm HbA1c để kiểm tra mức độ kiểm soát đường huyết của bạn. Với phác đồ điều trị tiểu đường này, hy vọng rằng người bệnh có thể sống hòa bình với bệnh và giảm nguy cơ biến chứng. Nhiều tuân thủ dự chỉ dẫn của bác sĩ và liên hệ với họ nếu có bất kỳ câu hỏi hoặc lo ngại nào. Cảm ơn mọi người đã chú ý theo dõi xin kính chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo